Đợt phun trào mới nhất xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút tối theo giờ Hà Nội, kèm theo một đám khói và tro lớn cao tới 2,5 km. Trước đó, núi lửa Popocatépetl đã bắt đầu phun trào trong sáng cùng ngày với cường độ nhẹ hơn. Popocatépetl có độ cao 5.426 m, là đỉnh núi cao thứ hai tại Mexico và là một núi lửa vẫn đang hoạt động ngọn núi lửa này nằm ở miền trung mexico và nằm trên địa phận của ba bang là puebla mexico và morelos